Đi nữa. Đâu? Đi vào, ra đi con gấu đấy đâu. Này, Ven này. Đâu? Đang tìm gấu đi mẹ là gấu Ven. Gấu phải tí nữa. Quen, quen, quen. Không có gấu. Sợ chúng bị rồi. Con gấu là ai? Chạy cơ. Hổ phê à? À không, hổ đi, hổ đi. Ê, thế lộ. Hổ đấy. Hổ, hổ, hổ. Đang thở đấy. Thấy nó đang thở không? Đóng cô đầu. Nó lại lỡ ra. Nắng đi. Ôi chị ơi. Hổ vàng cái gì hổ lúc nãy nhở? Nó thử là hổ lúc nãy rồi. Bên này có con gì không? Chim à? À chim, 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 chim này. Con ngồi đen. Chim gì á? Con gì thế này? Con gì chị trắng kia? Đồ flamingo. À, chim mít đỏ nhở? Từ từ, đoạn kia là lên rồi đấy. Chết, có chim mít đỏ. Ê, thích chim mít đỏ. Cái gì? À từ từ, em biết là sao nó đi đỏ vì nó dặn tức là nhiều quá thế là đi nó phọt máu thế là máu nó dính vào đít thế là nó đỏ ấy. Chứ đi đỏ có lông. Không, nó dặn ỉa nhiều quá. Bên này không có con gì nữa. Ai à? Con này có con gì vậy? Chim con cá. Con cò bé, nó đấu cánh tre. Khổ quá, cái chim đi đỏ này. Ui, thằng bò. Đấy, xong mày sao đi bơi? Thằng bò này. Ơ. Nó. Này hổ thật này. Đâu? Ôi, đây. Đấy, bên tai đấy. Đang ngất. À chưa? Con hổ đang ngất chưa? Thấy không? Hello hổ. Hổ ca ca. Mày đi hổ ca ca. Nó đang nằm đấy. Ô nó. À? Chuẩn bị đối mặt với tử thần đi. Đâu? Thế rồi sao hổ chung? Oh my god. Ratatouille. Dạ kia là mình đi lên đây cho yêu các cổ ăn. Tí nữa mình lên mình sẽ cho yêu các cổ ăn. Nghe thấy yêu các cổ chưa? Đây nè. Đây rồi. 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 Đây này, nhìn thấy không có cổ chưa? Đây nè. Sao có một con, có đổ hai con mà. Chị chắc con kia chết rồi. Đây, nhìn đi, nhìn nó nè. Đây. Có khi cả hai con chết rồi, bây giờ mới đi lấy chỗ nước à. Con này có nhiều con cũng được. Có chim cả. Đấy, không, 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 đấy chim nó đây. Để nó luôn nước vô cái con chỉ là con đực. Chỉ có con đấy. Người ta bảo là không đập tay vào kính mà trái nhìn thấy con gì cả. Gấu à? Đâu? Bên này á, bên này chưa nhìn thấy có con gì ở đây. Đây là bên này có con muỗi. Chó, linh chó. Con chó. Tí à, tí đi bơi. Linh cẩu. Linh chó. Linh chó. Ôi, con rắn to chưa? Đâu? Đâu? Đây, bên cạnh. À đây. Rắn giả làm gì? Không có con chó. Còn tê giác kìa. Là linh ơi. Em thấy con gì kìa? Linh cẩu. Không đập tay vào kìa. Thấy con gì không? Linh cẩu. Không có bắn kìa. Không có bắn. Ghi em ăn. Không có bắn. Ôi này đó. Đây này. Này. Ôi. Đây. Đây là con gấu à. Con ngựa bắn kìa. Con ngựa bắn kìa. Ờ ngựa bắn đấy. Ngựa thật. Ngựa vậy. Em của thầy nó bay đuôi. Đây này, tê giác này. Ui. Ờ, hai con này. Bên kia. Này, ba con này. Hello. Xin chào các ba. Đây, đây, bên này. Ui, lau mồm đi, sổ mồm luôn quá. Cao mèo. Đây này. Đi ôi này. Đi ôi này. À. Anh Kiên bị thôi. Anh Kiên ngồi đầu tiên nó mới bị ướt à. Anh đâu? Đâu ướt tất đấy. Đây con. Ướt tất à? Lãng hò. À, con này chứ cứ người ta nuôi mà khặt nó không còn mặt nữa. Không. Chính mặt con này luôn. Đúng. Đây. Đây này, lạc đà, đây là con lạc đà. Không, ai 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 ai
nên nghĩ về về con động vật. Ui, có lạc đà kìa. Ê, đây thử nhìn. Con này già quá rồi, con này. Wow. Con này mắt nước bị già. Này ngựa bạch này. Ui, ngựa bông cổ à. Đâu. Sao mai con đen một con trắng này. Yeah, người thích nhau. Nó liếm đít nhau kìa. Ui dồi ôi, răng nó thôi. Làm gì mà liếm đít nhau ghê. Ơ, con hươu kìa. Không, nó là ngửi đít hươu. Ờ, con hươu. Cái này còn có con gì á? Sao là? Kia con hổ ấy kìa. Dương à? Đâu? Đây. Ôi, hổ này, hổ này. Hello. Hello. Hổ ơi. Tay cờ. Ê, chim chim nó có hai con đi à? Sao có một con nhỉ? Ở đầu bình nó trốn nó gặp phải hai con này. Treo cả cái bao kia cho nó đứng nha. À, cái bao đấy để nó nghịch mà. Đây này, con. Hello. Con này nhảy cao quá. Woo. Woo. Đi dạo mà, đi xem cái này là đi mình đi. Oh no. Mình đi thăm vườn thú bằng dư thôi anh chị. Con gì đây? Hôm nay là bác cháu nhà mình là được đi tổ hợp Santari ở thiên đường Bảo Sơn nè. Muốn đi với quá. Rất là đẹp luôn. Con thích lắm. Con hươu. Hello. Ôi, tí nữa lên trên kia để con cho nó ăn. Cho hươu. Nhưng mà tí nữa con phải hái cái gì cho nó ăn cơ. Mình phải có cà rốt đấy. Ôi, tí nữa trên đây người ta bán cà rốt mà. Bán không nhỉ? Dí mồm nó ăn, nó liếm liếm lưỡi nó dài lắm. Nó lộng lộng rồi. Rồi, yummy. Đây, lên này. Lên là cực chậm để cho anh ơi cảm giác phải thoải mái. Có gì nhỉ? Trong này chắc là chim thôi. Quay rồi. Anh chị chuẩn bị đối mặt với chim thật đấy. Mẹ ơi. Chừng. Hả? Hả? Đây. Quay chân. Đối mặt với chim thật đi. Đi bộ gì em đi. Cứ 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 cuối đầu sống đi. Cái này là có phải khả năng